là qua Father Day của ba. Ai làm đó con? Con làm. Cái đó là ba đế pin con, đế pin bếp xây, đế pin mẹ ở nhà mẹ. Giờ ba với con giúp xây đây, em mua đồ ăn về mẹ nấu ăn. À, rồi có chữ gì vậy con? T-A-T-E-T-E-T-I-L-O. Chữ đó chữ V. Father Day của ba. Đưa cho ba đâu? Lấy để làm dục đó. Thank you.